triển lãm ô tô Thành Đô 2023 đã chính thức khai mạc vào ngày 25 tháng 8. Tại địa điểm diễn ra sự kiện, có khá nhiều hãng xe đã mang đến các sản phẩm chủ lực để trưng bày. Trong số này, BID đã chính thức công bố giá bán trước cho mẫu xe đen cỡ chung của mình là SIN DMI. Đây là động thái khá quan trọng để BID có thể đo được mức độ phủ sóng của chiếc xe Xin DMI này ra sao trong sự kiện xe khá lớn ở Trung Quốc. Lần này có tổng cộng 6 phiên bản của xe BID SIN DMI được công bố giá trước, khởi điểm sẽ từ 176.800 nhân dân tệ đến 246.800 nhân dân tệ, tương đương 570 triệu đồng cho đến 796 triệu đồng. Về hình thức bên ngoài, chiếc xe BID SIN DMI 2023 áp dụng ý tưởng thiết kế hoàn toàn mới của dòng BID Ocean, lấy cảm hứng từ những giọt nước, gợn sóng và sóng, điều này thể hiện rõ nhất qua đèn pha lưới tản nhiệt và đặc biệt là ở đèn led nằm trên hai hốc gió bên hông đầu xe. Vòng ra phía thân xe, chiếc xe BID Sin DMI 2023 mới áp dụng thiết kế hơi lùi về phía sau, trông tổng thể rất đầm chắc và tròn trịa. Ở phía sau xe, xe mới sử dụng cụm đèn hậu xuyên thấu phổ biến, thân đèn hậu chính hai bên thiết kế hình giọt nước, với vỏ đèn trong suốt, chiếc xe mới thể hiện phong cách và năng động. Kích thước tổng thể của xe BID Sin DMI 2023 bao gồm chiều dài, Chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 4.980mm, 1890 mm 1.495mm, còn chiều dài cơ sở 2.900mm. Bước vào bên trong khoang lái, BID xin DMI 2023 có bảng điều khiển trung tâm tiếp nối bố cục tổng thể của các mẫu Ocean Series. Trước đó, thanh pha lê trong suốt được rát làm lõi hình ảnh của bảng điều khiển phụ và cùng với một nhóm các nút cơ tạo thành trái tim của trung tâm điều khiển đại dương. Trái tim đại dương còn tích hợp các chức năng thông thường gồm khởi động, chế độ điện, chọn chế độ lái, điều hòa và điều khiển âm thanh. Điều đáng nói là bảng đồng hồ của BID Sin DMI 2023 áp dụng cấu hình kết hợp 2 cộng 1 một cách sáng tạo, tức là hai màn hình lớn có lớn, hệ thống hiển thị trên kính lái VHUD và đệm treo xoay thích ứng 15,6 inch và một thiết bị LCD hoàn toàn 10,25 inch mang đầy cảm giác công nghệ. Chiếc xe này sẽ được trang bị hai hệ thống điện BID DMI tùy chọn gồm phiên bản 1.5 và phiên bản 1.5T. Đối với phạm vi chạy thuần điện sẽ được cung cấp hai phiên bản 121 km và 200 km trong điều kiện thử nghiệm NEDC. Điều đáng nói là đây là lần đầu tiên một chiếc ô tô plug-in hybrid cỡ chung có phạm vi chạy thuần điện là 200 km. Ngoài ra, mức tiêu hao nhiên liệu của xe là 3,9 lít trên 100 km, thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h là 7,9 giây.